bạn thân mến, sau 15 năm học công phu, hôm nay tôi sẽ thử nghiệm chặt dừa cho mọi người. 15 năm lên núi học công phu, đã học được bí kíp luyện công phu. Bây giờ trai ngoại thành đã xuống núi rồi nha mọi người, đã xuống núi. Xuống núi là bây giờ là mình sẽ chặt thử bằng tay coi trái dừa nó có nứt hay không, hay là nứt cái tay. Đó, bây giờ mình sẽ thử công phu nha mọi người. Đây, mình không thử nha. Thông thường á là người ta sẽ dùng cái con dao, hoặc người ta gõ ba bốn cái gì đó là sẽ nứt ra. Đó là bây giờ là mình sử dụng công phu nha, 1 2 3 công phu nha. Không khuyến khích làm theo nha các bạn. Đúng rồi, cái này là không khuyến khích diễn viên không chuyên nghiệp làm nha mọi người. Đặc biệt là trẻ em không được bắt chước và sử dụng tại nhà. Những người học công phu mới được nha mọi người. Đây, trái dừa. Trái dừa. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Trước khi mình luyện công phu là phải khởi động. Khởi động tay. Khởi động tay nha. Rồi, khởi động tay. Bóp nắng. Rồi sau khi khởi động là bắt đầu nha mọi người. Đây, chặt nha. Rồi được rồi mọi người. Bị nứt ra rồi. Sau 15 năm kinh nghiệm đã nứt rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ bắt đầu mình coi cái bọng dừa. Đây, bọng dừa mọi người. Quá ngon luôn. Bọng dừa này con ăn được không ta? Được. Đây, bọng dừa. Lời anh ba là anh nói là con ăn được nha. Rồi. Bọng dừa. Đây, bọng dừa nè mọi người. Đó, thấy ngon rồi. Thấy ngon không? Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh Trang Ngoại Thành để xem những clip tiếp theo của Trang Ngoại Thành nha. Bye bye mọi người.